đấy bạn. Về phía chị Su á, thì hiện tại là đang chơi Free Fire đó cả nhà. Đây là một trong những cái con game mà đợt này Su rất là thích luôn. Hiện tại Su đang ở rank top 1 thách đấu Việt Nam đó cả nhà. Hello là ok, chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đá hai chân Su với Sọn và Bông Mấy Bỏng. Ở diễn biến của tập vừa rồi, anh Sen sau khi mà đi dạo với bé Thảo đã phát hiện ra tất cả các em học sinh đã lên trên trường nhận lớp, nhận cô. Nè cả nhà, mấy em đây mặc đồ đi học hết luôn nè. Em lên đây là nhận lớp hay làm gì? Dạ nhận lớp. Nhận lớp? Dạ. Vậy là ngày hôm nay là ai cũng lên trường nhận lớp hết hả? Dạ. Anh cảm ơn nha. Cả nhà thấy không? Quá trời em học sinh lên trên trường nhận lớp luôn. Nhưng mà Su với Bông của mình đang ở nhà ngủ cả nhà. Còn ở phía của em Bông và Su thì hiện tại vẫn đang ở nhà, không có đi học đó cả nhà. Thì liệu rằng Su với Bông có quên cái thời gian mà lên trên trường nhận lớp này hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập này nha. Tiêu rồi cả nhà ơi. Em nào cũng lên để nhận lớp hết, mà chỉ có em Su với em Bông mình là không lên nhận lớp. Bây giờ không biết là Su Bông hiện ở nhà đang làm gì được cả nhà. Rồi tiêu rồi. Đến nỗi mà ôm điện thoại mà không nhớ cái giờ lên nhận lớp thì làm sao mà biết học lớp nào. Rồi xong rồi, bây giờ về coi Su Bông đang làm cái gì. Toàn thật rồi cả nhà có nhìn thấy không? Lúc này á, Bông thì đang coi kênh YouTube của mình đó cả nhà. Còn về phía chị Su á, thì hiện tại là đang chơi Free Fire đó cả nhà. Đây là một trong những cái con game mà đợt này Su rất là thích luôn. Hiện tại Su đang ở rank top 1 thách đấu Việt Nam đó cả nhà. Nhanh lên Thảo ơi. Chung tre mẹ ơi, có chuyện rồi, Thảo ơi. Nó chung tre, mẹ biết cái gì không? Cái gì vậy? Con với bé Thảo lúc mày đi ăn sáng xong rồi uống cà phê đi ngang qua trường của Su Bông thì thấy quá trời mấy em học sinh luôn. Đúng rồi, đang đi nhận lớp á cô. Chung tre rồi cô lên câu hỏi thì mấy em nói là hôm nay là cái ngày lên nhận lớp. Ủa, cái ngày đã lên nhận lớp nhận cô hả? Dạ đúng rồi. Ủa, sao Su Bông không nói? Thì vậy, con mới chạy lập tức chạy vừa nè. Ủa, chú cha, tại sao này đi nhận lớp bằng hồ đây? Chú cha coi đi, chú coi nha. Chú cha, chết rồi, bây con đang làm gì đây? Chú cha đang coi YouTube kìa nha. Và sao này đi nhận lớp, sao con ở nhà con chơi, con nói Bông, con coi gì đây? Hả? Sao vậy? Chú cha chết rồi, con Su làm gì đây? Chú cha, Su đang bán Free Fire kìa nha. Chú cha ở nhà con chơi điện tử. Ủa chứ Su, sao hôm nay lên trường mà sao con ở nhà con chơi mà con không đi lên trường nhận lớp giận cô vậy? Chết rồi, hả? Hôm nay em có biết là cái ngày mà tất cả các em học sinh lên nhận lớp không? Mẹ ơi, Su nói là ngày mai mà. Nhưng mà hồi nãy con lên á thì quá trời em học nhận lớp luôn. Hôm nay á là mà chị Thảo nói với anh nói là mấy bạn lên trường nhận cô nhận lớp mà sao con không lên nhận mà sao con lộn ngay hả Su? Em có lộn ngay không? Chết rồi, vẫn kêu lộn nhưng mà con đảm bảo luôn Thảo ơi. Người anh nói nè, sao hồi nãy có phải là Thảo thấy cái mấy bạn của Su cũng lên nhận lớp đúng không? Đúng rồi anh, lên nhận lớp cả đống luôn anh. Rồi, thấy chưa? Bây giờ còn cãi gì nữa không? Thôi bây giờ mình đi, lên mẹ bằng quần áo em mà chạy lên còn bạn cho nó. Phòng dạ, con dạ, mình dạ, lên con. Mình coi thử rồi nếu con mà nhận lớp cho em. Đúng rồi, nhanh lên. Ngay. Rồi Su đừng có chơi hi fi nữa, Su chơi thay đồ, cho em nhanh lên. Nhanh lên, xuống chọn đồ. Chu cha cả nhà coi này cả nhà. Ở nhà thì bắn Free Fire. Đó, bắn cỡ này nè. Đó vẫn còn chạy trong đây nè. Còn Bông á thì nguồn coi YouTube cả nhà. Đó. Chu cha lấy cái máy của mẹ mà coi. Hư quá. Nhanh lên. Lần này á mình lên mà không biết lớp nào á là gì chết luôn. Chu cả nhà ơi, bây giờ á là sẵn này cả nhà, không biết làm gì hết. Ủa chứ sao mà nhận lớp ngày đây mà không biết vậy con? Thì đó, Chu cha ở nhà bấm điện tử coi phim cỡ này nè. Bây giờ lên á không biết là học lớp nào hết. Chết rồi. Nhanh mẹ ơi. Chu cha, mẹ đâu có biết mình đi chợ về là mẹ mới nghe con nói đây. Bây giờ thằng Hoàng đâu rồi? Chu cha, bây giờ mang đại đi mẹ. Chứ bây giờ lên là nhận lớp chứ không là con thấy là ai cũng đi ra hết luôn rồi. Bây giờ để mẹ lấy thằng Hoàng mang vô. Chu cha, hai đứa này nghĩ sao mẹ? Mẹ lên nhận lớp cũng không biết. Đó bây giờ cả nhà thấy không? Mẹ mình phải cố gắng là làm việc là nhanh để lên nhận lớp nè. Đó. Ngồi hả chứ lớp. Thằng Thảo, thằng Hoàng nó tìm cho em đi. Đó. Không nhận được lớp, không nhận là cô giáo nào học á là khỏi đi học luôn. Chết rồi cả nhà. Đó. Mẹ trên trường còn bạn nhiều không? Dạ. Con mở cổng không? Con thấy vẫn còn mở cổng nhưng mà mấy đứa nó kêu là đang nhận lớp trong đó. Tôi con lo không chạy về nè. Chết rồi. Thù chà. Thằng Hoàng đâu? Chứ thằng Hoàng đâu? Nhớ lên đi tìm cho em cái. Dài đây, lấy dài nhanh thằng Hoàng vô. Hả? Ra mang thằng Hoàng cho em con. Rồi, mang vô. Nhanh lên. Nhanh lên chứ không là trễ giờ hết luôn rồi. Đó, mỗi người mang một kháng quang vô. Nghĩ sao mà đi học giờ này? Em mới chuyển trường. Ở nhà là có điện tử. Ở nhà xem điện tử nè. Ở nhà không lo đi học hành. Có YouTube.
ở nhà coi. Trời trời. Cả nhà Su á thì coi YouTube, còn Bông á thì bắn Free Fire cả nhà. Trời trời, con gái gì mà con gái con đứa bắn súng. Rồi. Thôi, bài rồi xong rồi. Mang lộn rồi. Giờ số 2. Giờ số 3 đâu rồi anh? Ok. Giờ số 3 đâu rồi? Giờ số 3 đâu rồi? Bây giờ phải nhanh chóng lên cả nhà chứ không là kịp. Hả? Ủa sao còn giờ số 2 không? Giờ số 3. Ôi, đại đi mày ơi. Mang rồi chặt cái chân sau đi được con. Nhanh lên chứ không là trễ giờ hết luôn rồi. Trời ơi, lên mà giờ nhận cô nhận lớp mà nếu mà lên mà trễ là thôi chứ biết cô lớp ở đâu, cô thầy đâu mà. Là cô học lớp nào đó mà con thấy ai cũng vô rồi đi ra hết luôn rồi. Anh ơi, em mới chuyện chưa, em tưởng nó xung quay em xung nghe lắm. Ai ngờ ở đâu, giờ không biết nhận lớp ở nào. Thôi để đây tí giờ dọn. Còn cái gì vậy? Rồi được rồi. Sau khi đã được mẹ trang bị tất cả những đồ dùng để có thể lên trên trường thì Su liền nhanh chóng chạy ra anh Sen để leo lên xe. Đi Su, nhanh lên Su. Đi xuống. Nhanh lên, đi ra xe. Đi lên xe nhanh lên. Tiêu rồi cả nhà. Bây giờ không biết là còn kịp cái giờ để lên cho nó nhận cô không nữa. Đó. Nhanh. Ai á cũng nhận cô nhận thầy hết rồi. Bây giờ chỉ có mình Phú Bông á là ở nhà bắn Free Fire cả nhà. Cái kỳ này không bây giờ gần trễ hết không biết hồ đâu con. Giờ đó, bây giờ thấy không? Ba mẹ là đón về đó. Bây giờ phải Phú mới lên trường này cả nhà. Con mở cổng, con mở cổng. Từ từ con. Đây. Đây. Con mở cổng. Đây. Đây cả nhà. Su với Bông nè, bây giờ lại tới chưa rồi nhưng bây giờ mà hỏi mấy em, thử là mấy em như thế nào? Em là anh hỏi nè. Hôm nay em lên trường làm gì vậy? Giờ lên nhận lớp. Nhận lớp mà em nhận ra chưa? Dạ. Ra rồi. Cái rồi. Ừ, lại. Đây, em. Anh hỏi coi, em lên trường làm gì? Nhận lớp. Nhận lớp nhưng mà sao em đứng đây? Xong rồi hả? Em nhận em học lớp mấy? Năm nay lớp 5. Lớp 5, em học cô gì biết không? Cô Thơm. Cô Thơm nghe nha. Còn em lên đây nhận lớp ra chưa? Rồi. Cùng lớp luôn. Tiêu rồi cả nhà, bây giờ còn ai trong trường nhận lớp nữa không? Hết rồi, đi về. Đây cả nhà, bây giờ càng ngày càng nhiều em ở trong trường ra. Bây giờ mình sẽ hỏi thêm là ai biết là Su học lớp nào không? Đó, để có gì á, nếu mà không học lớp, không lên trường được thì cũng biết học cô nào. Mấy đứa, em, cho anh hỏi là em có biết Su học lớp nào không em? Không biết luôn. Còn em học lớp nào? Lớp 5. Năm mấy? Năm 3. Em học lớp mấy? Năm 2. Em học lớp mấy? Em học lớp 5 2. Còn em học lớp mấy? Học lớp 5 4. Cả nhà thấy không? Em nào cũng biết lớp của mình hết. Còn em học lớp mấy? Em học lớp 5 4 luôn. Lớp 5 4 luôn. Nhớ Su đi trường học cô rồi mà. Nhưng mà trời ơi. Cả nhà bây giờ chỉ còn có mỗi mình Su với Bông là không biết học lớp mấy hết. À, Bông học lớp nhỏ hơn thôi. Bây giờ mình hỏi mấy đứa em đây thử là mấy em biết không? Em. Đây cả nhà. Em đây cũng nhỏ nè. Bây giờ mình hỏi thử là em đây học lớp mấy để có thể biết là Bông học lớp mấy không? Em có biết Bông học lớp mấy không? Không biết hả? Còn em học lớp mấy? Em học lớp 5 năm. Còn em học lớp mấy? Lớp 3. Tiêu rồi. Tiêu rồi cả nhà. Vậy là Su với Bông lần này đi lên trên trường không nhận lớp kịp là không biết học lớp nào luôn rồi. Đi qua đây bên anh. Đi qua đây bên anh. Em, cho anh hỏi cái đây gái. Cho anh hỏi tham phiếu. Cho anh hỏi tham phiếu. Em có biết em lên trên trường nhận lớp đúng không? Em có biết là Su học lớp nào không? Học lớp 2. Tiêu rồi cả nhà ơi. Mình hỏi quá trời người luôn nhưng mà không một em nào biết là Su học lớp nào cả. À cả nhà ơi, hên quá cả nhà. Mình vừa tìm được một em. Em đây nói là biết được thông tin là Su học lớp mấy. Đây. Em nãy em nói với anh á là Su học lớp mấy? Năm 9. Học cô gì? Cô Hồng. Đó trời ơi vậy. Su ca lớp. Nhưng mà không biết rằng á là em nay có nhớ chắc là học lớp 5 9 không, tại vì trong trường có nhiều em Su lắm cả nhà. Chết rồi, bây giờ
bây giờ em Bông đi, hỏi Bông lúc mấy luôn đi cho con, để cho mai để đưa em ra. Ờ Bông, Bông ơi lại đây. Bông ê, Bông đây nè. Em anh hỏi cái em học lớp mấy? Thì học lớp 1, một mấy? 1-4 hả? Em có học chung lớp với Bông đây không? Không rồi cả nha. Ok, vậy là em đang phải học chung lớp với Bông. Tuy nhiên trong lúc mà anh Sen cùng mẹ đang cố gắng tìm lớp mà Su với Bông đang học thì Bông bắt đầu buồn đó cả nhà. Bông lủi thủi đi tới một chỗ Bông ngồi, bởi vì Bông nghĩ rằng mình không còn có lớp nào học nữa cả nhà. Ê nè, có cô em đây nè, cô em ngày xưa là con nhớ là học gần lớp của Su nè. À đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Ờ, hôm nay em lên trường làm gì đây? Dạ hôm nay em lên trường em khai giảng. Nhận lớp đúng không? Dạ. Ừ. Con như mình lên đây nhận lớp hay là mình đi mấy giờ mình lên? Dạ là thường là 7 giờ đến 10 giờ. 10 giờ. Là mình lên lớp mình mà nhận lớp là mình có nhận cô giáo đúng không? Dạ có. Dạ cô biết lớp không chưa? Dạ rồi. Em học lớp mấy? Dạ em học lớp 5. 5, năm mấy? Dạ 5 năm. 5 năm, vậy là em có biết số học lớp mấy không? Dạ không, em không biết nữa. Chết rồi. Bây giờ không biết lớp thì làm sao mày đi học được? Để bây giờ phải làm sao đi em? Giờ em không biết nữa, giờ chắc lên nói cô thôi. Bây giờ biết cô nào đâu mà nói. Giờ chắc lên nói vậy. Bây giờ trong trường còn cô giáo không con? Không, con không biết. Anh ơi, trong trường gì hết rồi à? Chết rồi, nhận lớp mày bây giờ không biết. Đó, ở nhà bán Free Fire. Vậy là ngày nào mình lên mình khai giảng con? Dạ. Ngày nào lên khai giảng con? Dạ, mấy ngày nữa. Là ngày mấy con? Dạ, ngày 5 tháng 9. À, ngày 5 tháng 9 lên là nhận khai giảng là vô lớp rồi nhận cô nha. Biết lớp rồi vô nhận cô luôn. Dạ. Ủa cả nhà, ủa mẹ, hình như là em Bông đâu? Em Bông đâu rồi? Em Bông ở bên kia kìa. Nên, ở đâu? Ở bên trái á. Ai kia cả nhà, nhảy lên. Cùng chè. Này. Ủa sao con xuống đây ngồi vậy? Sao Bông ngồi đây? Nãy giờ Bông ngồi Bông buồn lắm, Bông không biết học lúc nào á. Bông biết học lúc nào hả? Hả? Chết rồi, bây giờ không biết lớp á là có khi là không được đi học luôn á cả nha. Ông cứ yên tâm đi, có anh ở đây từ từ á là anh sẽ tìm bạn của Bông. Đó, xong rồi á là anh sẽ coi là Bông học lớp nào rồi anh để Bông đi học nha. Đó, được rồi đừng có lo nữa cả nhà, chỗ Bông buồn lắm cả nha. Hôm nay ai cũng có lớp á mà chỉ có Bông với Xuân không có lớp thôi. Anh hỏi nè mấy đứa nha, bây giờ mấy đứa mày vô lớp á đi học á, mày có bạn á thì nhớ hỏi giùm Su Bông học lớp nào rồi biết là thông báo cho anh nha. Ờ, cái tội Su Bông ghê cả nha, đi học mà giờ biết lớp nào cả nha. Anh yên tâm đi, để em vô em hỏi thử mấy cái bạn có ai biết Su học lớp nào rồi em nói cho anh. Ok cả nha, trời ơi em đây tốt ghê cả nha, vô hỏi thăm giúp mình luôn cả nha. À, còn Bông để cho em á, em hỏi cho. Em hỏi bạn em nha. Ok. Ờ, hỏi thử có là Bông học lớp nào nha. Okay. À, rồi hỏi giùm anh là cô dạy Bông là cô này luôn nha. Ok cô. Ừ. Tại sao vậy Su? Sao mà đến ngày mà đến nhận cô nhận lớp mà con không biết vậy con để bây giờ rồi không biết cô biết thầy ở đâu, biết lớp ở đâu rồi sao em nhận được con? Trời ơi, chết rồi, bây giờ làm sao đây? Cả nhà ơi, tình hình á là anh Sen đã cố gắng hết sức là đi hỏi hết tất cả những em học sinh ở đây coi thử là có biết là Su Bông học lớp nào, học cô nào không, nhưng mà không ai biết hết cả nhà. Đó. Có lẽ là bây giờ á là phải về rồi liên hệ với thầy hiệu trưởng hoặc là đợi tới cái ngày khai giảng á thì mới biết được. Đó, bây giờ Su Bông hiện tại là không biết lớp nào cả nhà, không biết học lớp nào, cô nào luôn. Đó, tại vì ham bắn Free Fire quá cả nhà. Rồi coi YouTube quá. Đó, quên luôn cái ngày mà mày lên nhận trường luôn mà. Đó. Không, bị chơi liên quân. Gì? À. Nhớ nha, mấy đứa hỏi thăm giúp anh nha. Đứa nào mà biết Su Bông học lớp nào là nói với anh nha. Ừ, anh cảm ơn. Ờ, bye bye nha. Ok, nếu mà em fan nào học chung với Su và Bông mà biết Su với Bông học lớp nào thì nhớ bình luận bên dưới để anh Sen có thể lên tìm cô giáo và nhập học cho em Su với em Bông nha. Thì hẹn cả nhà đón xem ở tập tiếp theo.